Hello mọi người, tôi là Cầm Nguyễn đây. Việt Kiều thất bại. Hello mọi người. Chưa có ai vào ha. Hello mọi người. Tôi là Việt Kiều thất bại Cầm Nguyễn đây. Về Việt Nam và đang đi enjoy tại một cái khu du lịch Hồ Tràm mà mình mấy đứa con, mấy đứa cháu nó dẫn đi, nó chở đi, nó liện vào đây thì mình không biết là nơi đây là nơi đâu, nhưng mà biết đây là một cái resort cao cấp cũng 5 sao tại Hồ Tràm. Thì ở đây nó có một cái cảnh quan rất là tuyệt vời, một cái view rất là đẹp. Hiện giờ mình đang ngồi một cái ghế ngay trên một cái ghế ngay chỗ một cái công viên trước một cái nhà của cái resort. Mình thấy Việt Nam mình thực sự là một thiên đường về nghỉ dưỡng. Những năm gần đây thì nhà nước Việt Nam và những công ty tư nhân thì mình thấy là coi như là hầu như họ rộ trên cái gọi là cái làm trên những cái khu nghỉ dưỡng mà ở hồ, mình chỉ biết một điểm đây là Hồ Tràm nhưng còn rất 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 là nhiều điểm mà chỉ ở nơi đây thôi. Ở đây là nó Long Hải, đại khái Long Hải, nó gần như là ở mình cũng không rành lắm nhưng mà chạy tới đây nó nói ở đây bố ơi, đẹp lắm, ở đây bố ơi, đẹp lắm, con mướn một cái resort này cho bố ở, ở đây nguyên family. Cái thứ nhất là mấy đứa nhỏ sắp sửa vào học và cho nên cho tụi nhỏ đi chơi, rồi đại gia đình coi như là mình tổ chức đi cái picnic, rồi đi tham quan, rồi đi nghỉ dưỡng, rồi kết hợp đi bơi lội, rồi nói chung thì mình cũng không ngờ, tại vì mình cũng ít đi, tại vì là không có ai chở đi, bữa nay thì gia đình đi thì đi mình đi theo. Thì nói chung thì hầu như là mình thấy khung cảnh nơi đây rất là tuyệt vời, mình nói thẳng là như vậy. Để mình cho các bạn coi ha. À, đó coi rồi. Đây. Các bạn thấy không? Ở nơi đây khung cảnh ngay chỗ cái resort này, mỗi cái nó có những cái nhà nhỏ nhỏ vậy, những cái nhà nhỏ 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 như vậy thì nó tương ứng cho một hộ gia đình. Thí dụ như là mà mình có một hộ gia đình đi 5 7 người, chục người đó thì tùy theo cái chỗ mình đặt phòng mà người ta sẽ tính tiền theo người và người ta sẽ cho ở cái hộ, những cái hộ nhỏ nhỏ như vậy để mà mình là enjoy. Nhưng mà cái hay chỗ một cái resort này là nó lại nằm sát mé biển, nó nằm sát cái mé biển đây. Giờ hôm qua đây đi mấy bước thôi, mấy bước xuống là đã tới biển rồi, đã tới mới bị tới biển rồi đây. Và ở đây thật sự là thoáng mát và sạch đẹp, nó một cách khác là theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn quốc tế luôn rồi, chứ mình không nói cái gì đâu. Đây là ở đây nó có một cái hồ bơi nước ngọt, khi anh tắm biển xong rồi anh có quyền anh lên đây anh bơi để anh tắm lại nước ngọt, rất là đẹp. Tại vì mình đi sớm quá, mình đi hồi 4 giờ sáng rồi, cho nên ra đây rồi tham quan, rồi đi mỗi nơi uống cà phê cà pháo, mình mới cảm thấy là thực sự là đây là một thiên đường về đề riêng nghỉ dưỡng đó. Rất là sạch, rất là đẹp mà rất là thơ mộng, thấy cực kỳ chưa, đẹp chưa, thấy là mình thấy mình mê cái này luôn rồi, mê. Mà đây là một trong những cái khu nghỉ dưỡng ở tại đây thôi, tại ở ở ở, ở Hồ Tràm thôi. Ở đây là cái tên không biết tên là cái gì, ở đây nó có cái tên nè, ở đây là thuộc về Long Hải ha. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đây 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 đây, đây. Không có biết tên, bây giờ mới thấy, thấy hơn mọi người đó. Có cái xe cổ để tên là Long Hải Channel Channel Beach Resort, Long Hải biển là resort Channel Beach nè. Ok, thấy chưa, thì té ra đây, đây không gian rất là đẹp cực kỳ. Và tôi là một trong những người Việt Kiều thất bại về đây nghỉ dưỡng đó, đã khái vậy. Thì mình mới nói cái điều này là bởi vì cái đất nước Việt Nam trời phú, thiên nhiên ai ban tặng cho Việt Nam mình có một cái chiều dài bãi biển suốt cả một dải đất hình chữ S, cho nên vì đó chỗ nào cũng đẹp,
Chỗ nào cũng đẹp, cũng tuyệt vời cả. Nó thẳng lại như vậy đây, có những khu nghỉ dưỡng và có những hình thù quái dạng, nhà là màu đen nè, thấy chưa? Đó, những khu vậy rất là tuyệt vời. Để mình xuống dưới bãi biển chút xíu coi như sao. Đây, không có một cọng rác nha, mọi người. Rồi, đấy, cực kỳ đẹp. Nhưng mà giờ này mình đi xuống bây giờ mới có 9 giờ, 10 giờ vậy, không biết. Biển trời đẹp. Đó. Ở đây nó có một cái casino quýt bài nữa, nhưng mà khổ cái là mình cũng không biết cờ bạc, mình không biết đánh bài, cho nên vì chỗ đó ra thực sự mà nói là vô đóng chi cho nó mệt. Đây mình đi tham quan, rồi đây có một cái núi, ngọn núi gì đây nè, rất là đẹp, cực kỳ, thấy chưa? Sát bên đó xuống đây là bãi biển rồi, thấy chưa? Xuống đây là biển rồi, xuống đây là biển rồi, thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Bởi vậy nói làm sao mà mấy thằng Tây nó qua đây nó hòa nhập, nó hòa tan luôn chứ, nó hòa nhập cái con mẹ gì, thấy chưa? Rất là sạch, rất là sạch. Tại vì bên đây sớm quá, mình đi sớm quá cho nên không có người. Ở đây nó có một ngọn núi gì nè, cực sự là đẹp đó. Anh đây là resort Long Hải. Đó đó, đây là resort Long Hải. Cực kỳ đẹp đó. Thì bây giờ mình ở lại và mấy đứa con mấy đứa cháu thì nó quá trời quá đất ở đây nữa, nhà hàng các cái đầy đủ, nhưng bây giờ họ chưa chưa nó mua đồ hải sản, mua 20-30 kg mẹ ăn nội ăn cho hết được trời. Thế thì mình mới nói một cái câu như vậy, Việt Nam bây giờ thuộc dạng coi như là nó phát triển vượt bậc. Mình cũng không thể ngờ Việt Nam mình nó có nhiều cái cảnh đẹp, mình đi tới đâu mình cảnh đẹp. Ở đây thì chỉ một cái khúm nhỏ nhỏ thôi mình đã thấy là mình nức lòng rồi. Cực kỳ. Có nghe rõ tiếng chào Đinh Lê nha, chào Vinh Lê. Nghe rõ không Vinh Lê? Bởi vậy mình mới nói là đất nước mình chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng xinh, cực kỳ xinh. Và hạnh phúc nhất là những người dân Việt Nam mình, họ đang có một cái cuộc sống rất là thanh bình và hạnh phúc. Miễn anh làm ăn, anh chí thú anh làm ăn, anh có tiền thì anh cứ được quyền hưởng thụ thôi. Đây là một cái hồ bơi nước ngọt để cho những người tắm biển xong lên bơi. Thấy tuyệt vời không? Cực kỳ đẹp. Tại giờ mình đi sớm quá như chưa có khách, khách bây giờ bắt đầu vào từ từ, có khách từ từ, mình đi sớm quá, đi 4 giờ sáng mà đi 4 giờ sáng đi đồng vòng vòng uống cà phê cà pháo ăn phở ăn phiết rồi giờ mới tới đây, thấy chưa? Đây là một cái hồ bơi nước ngọt, còn sớm quá cho nên khách chưa, bây giờ khách giờ bắt đầu vào lay rai đó. Và những người vào đây họ đã đặt phòng trước rồi, cũng giống như gia đình mình họ đã đặt phòng trước rồi đó. Ở đây thì mấy dì mấy cô tổ chức để đi chơi ngày hôm nay, tối mai mới về, coi như ở đây một đêm thì mướn cái resort thực sự là ấn tượng đẹp quá, mình cảm thấy là mình ưng ý luôn. Đây nữa nè, đó khách bắt đầu từ từ người ta vào đây, người ta đã đặt phòng trước, người ta đã dọn phòng trước. Hello, đây là nam thanh nữ tú là quá trời quá đất luôn đó. Vào đây họ có quyền họ chọn cái resort, những cái phòng như cái nhà mà cảm thấy họ thích họ ở. Ở đây có resort, có những nhà của gia đình là chọn có nhiều hình thù. Tròn có, vuông có, bầu dục có, nhà tường có, thì gia đình mình đông quá, tới 10 mấy mạng, cho nên chọn cái nhà này. Và thực sự mà nói thì mình cảm thấy mà nếu mà có tiền thì mình vào đây mình hưởng thụ đúng là ra đúng là coi như là đúng đồng tiền bát gạo rõ ràng. Còn còn mấy đứa nữa nó đang bơi dưới kia nó chưa chịu xuống. Ok.
thực sự mà mình cảm ấn tượng và rất là đẹp. Ở trước mỗi cái phòng gì nó có trồng cái hoa sứ, thấy chưa, hoa sứ đó nó nở ra đẹp cực kỳ luôn. À, chào Hiến Lê. Rồi bữa nay đi nói chung là coi như là đi Việt Kiều sắc bại vào đây để về đây để bà đi enjoy những cái thắng cảnh của Việt Nam mình, mà nơi đây là nơi một cái resort của Long Hải Resort. Mình thấy mình ưng ý quá, mình chỉ lời đi tới đây thôi lần đầu tiên thôi, nhưng mà cái điều ưng ý. Nhưng mà ở Long Hải Vũng Tàu thì hầu như nó nhiều lắm mà mình không thể nào mình đi hết được, nhưng mà có cái điều là mình cảm thấy mình trắng chỗ này, nó yên tịnh mà nó đẹp, cây xanh nhiều lắm, mà thấy cây xanh rợp trời luôn. Đây cây xanh không, thấy chưa, chung quanh là cây xanh không, mà cái view là rất là hay. Là mới vừa bước ra khỏi cái phòng thôi là xuống kia là bãi biển rồi, đã gì đâu luôn á, thực sự mình thấy đã. Chào con. Đúng rồi, thì bố đang live stream nè, bố đang live stream vừa hoài về quảng cáo cho cái resort này chút xíu. Mình cũng không nghe, mình cũng không đó, thấy không nè, con tao nè, rồi nhiều lắm, con tao thì nhiều lắm. Con tao nhiều lắm. Thằng tí nhà thằng tí là nhập cuộc rồi đó hả? Rồi xong tiêu tùng chút xíu tôi vô tôi quay tôi phá luôn tụi nó luôn. Đó tức chỉ là trong những tháng ngày mà một năm làm ăn quần quật như vậy thì họ chừa ra những cái ngày tháng mùa hè, lợi dụng con cái, đưa con cái đi tham quan đi chơi rồi đi tắm biển này kia thì thực sự là thư thái, mình nói thẳng là như vậy. Rồi phải con ơi, là tới đây tao hỏi thăm tay hậu nhất mày mấy câu coi. Ok con thấy rồi, sọt này tao thấy ưng ý quá, con thấy làm sao? Thật Ok ok á, lắm, tại đây cây xanh nhiều phải đúng thứ không, nhất thoáng mát, thứ hai nhân viên tiếp đãi rất ok. đúng không con? Cái đây là một anh chàng cũng kêu bố thằng bố đây, tao bởi tao nói thật tao nhiều con quá tao cũng nhất định đâu. Rồi hồi nãy mà mày đem xuống hai cái thùng của thằng tí á, rồi đem xuống là như seafood là đồ đồ biển hả? Trời ơi, một thùng còn 20 kg có đó. Thùng lấy ở ngoài bến xe miền Tây chở lên đây luôn Vậy hả? á. Tao nói gồm cái gì? Nào, cá mực bla bla gì? Tôm ghẹ rồi mực rồi đồ hải sản cá đồ là trong cái thùng đó đó. Trời đất ơi, tôi Đó, hỏi vậy sao thấy ăn cho chưa? hết? Khổ. Rồi trong đó thì gà rồi đồ ba cái rau củ quả đồ nặng, một hồi mình nấu Nấu luôn hả? lần mình nấu Đó. rồi Cái mình được cái mang này hay là tự do mình nấu, ra nấu mình xong mình nấu nấu ha. ha. Cái hay đó. Cái hay ở cái resort này là anh có quyền nấu, anh thích anh lên anh mua vô anh tự động anh nấu rồi tự động anh ăn luôn, nhưng mà cái điều quan trọng là phải giữ cái vệ sinh. Thấy đại khái là vậy. Thực sự ok, rất là hay. Ô coi ta coi. Đó, ở đây thì nó cho nấu nướng đàng hoàng, đem bếp, đem ga, đem mực, đem tôm gì đó, mà con tao thì nó đem tới 20 kg hải sản. Mày ăn không có nổi, tao ăn gì cho hết trời, tao ăn chừng 3 muỗng là xong ngay thôi. Mày ăn nãy được cái mấy gì chưa? Có gì còn gì ăn không? Chưa hả? Mới ăn miếng mì vô là Vậy nó ra hả? mồ hôi nè. Quá trời quá đất đó. Nói chúng ra thì coi như là mình cũng không biết resort là tên gì, tao mới thấy là đây để chứ Long Long Hải, resort Long Hải, resort Long Hải. Chạy vô không biết resort này gì. Đó như vậy mình phải nói là cái đất nước Việt Nam mình hiện giờ quá đẹp, mình phải công nhận đi đâu cũng đẹp, mà nhất là dọc dọc bờ biển á, là hầu như bắt đầu từ các tỉnh nha, từ đây mà ta ra từ Cà Mau nhá, tính Cà Mau ra tới ngoài 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 tới ngoài Bắc luôn, tới là hầu như là có một chiều dài đường biển rất là lớn mà chỗ nào cũng đẹp. Hôm trước thì bố đi ngay chỗ Phan Thiết, trời ơi cái gì tụi mà tổng công ty của thằng gì đó bạn gì lên lên đó, Hua Lan gì đó không biết nữa, Hua Lan thì trời ơi nó cất nhà đẹp cực kỳ luôn, villa liền kề cực kỳ. Bởi tao nó hỏi mày, tao nói thật mày đó nha, mấy thằng Tây mà nó qua đây nó chết, chết mê chết mệt đục thẳng là vậy. Bởi vì ở mình không phải nói là mình ở Mỹ không đẹp hay là ở Tây Pháp được, nhưng cái đẹp của mỗi vùng miền của mỗi đất nước nó mỗi khác chứ không giống nhau. Có nghĩa là cái đẹp của châu Âu và châu Mỹ nó cái đẹp nó cái giống kẻ là kẻ gỗ, cái là khuôn khổ quá, giống như cái hộp gì đó nó dễ vậy vậy. Còn ở đây là cái đẹp thiên nhiên nó khác nhau xa lắc xa lờ. Bởi vì mấy thằng Tây qua Việt Nam mình nó coi gì biết sao, nó hòa tan luôn, nhưng mà thấy nó không có hòa nó không hòa hợp nữa mà nó hòa tan luôn. Tôi tức cười quá, có nhiều thằng Tây nó qua đến nó ăn hết khoái đồ ăn Việt Nam mình, nó ngồi nó nói chuyện trời ơi, mình không nghĩ nó là chào Minh Đạo, mình không nghĩ nó là người Tây nếu mà không thấy mặt.
bắt xanh mua lỗ mà đừng có cho đó, mà nó nói không là ui giời ơi, nó nói thôi trời, mình thấy sợ luôn. Ok thì để vô trong nhà để coi cái nhà của mình mướn cái resort này nó cho mình cái nhà bao nhiêu người thì bao nhiêu tiền không cần biết, nhưng mà có cái điều để coi thử nó có tiện nghi không các bạn ha. Mình cho các bạn coi cái nhà cái resort ha. Ok, mấy bãi làm quậy rộng á. Đây vô đây, đây là cái phòng, cái nhà này khá là lớn, nếu bình thường thì cái này cũng khá là lớn. Đây đây, máy lạnh đàng hoàng, có cửa cái đàng hoàng chưa, kệ máy lạnh chậm rồi. Rồi ok, đang vô đây, đang vô, tao đang live stream đó, đứa nào ấy là tụi quậy là tao lấy nha. Đây đó, thấy chưa, cực kỳ chưa, đó thấy chưa, đó máy lạnh chạy vù vù. Ok đây, cái này chắc thì kêu công an quá. Nghĩa hai mấy bàn này ra để enjoy nè, đó vậy đó, đó quá trời quá đất luôn. Đây là toilet nè, đầy đủ, quá đẹp luôn, đúng không? Review quá mát, cực kỳ luôn. Ok, thì thôi giờ mình là tạm dừng cái like này nha. Rồi xong cái có cái gì hay hay là đó, ở đây có cái xe đường đội bộ đó, nó tới nữa kìa, nguyên đám đô la tới nữa kìa. Rồi rồi, cái đám lâu la tới nữa rồi. Ok, tạm ngừng vô đây nha. Ok, có gì mình lại tiếp tục.